Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an huyện Di Linh đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Lưu, sinh năm 1991, trú tại Ninh Loan, Đức Trọng, dùng xe ô tô tự chế chở 12 lóng gỗ các loại và 4 đối tượng khác từ tiểu khu 678 thuộc ban quản lý rừng Tam Hiệp về hướng xã Ninh Loan, Đức Trọng. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận vào chiều ngày 17 tháng 4, Nguyễn Văn Lưu cùng Nguyễn Văn Lộc, Lưu Nhật Anh, Nguyễn Đức Tứ, Nguyễn Thế Hòa đều trú tại Ninh Loan, Đức Trọng, được một người tên Tới ở Ninh Loan, Đức Trọng thuê Nguyễn Văn Lưu lái xe chở 4 đối tượng trên vào khu vực rừng Tam Bố để bóc gỗ do đối tượng tên Ba cư hạ bán cho ông Tới. Các đối tượng đã bóc 12 lóng gỗ với 5,16 mét khối gồm thông, lim, xoan đào. Sau đó, trên đường vận chuyển về Ninh Loan thì bị công an huyện bắt giữ. Được biết, từ đầu năm 2015 đến nay, 5 đối tượng trên đã lái xe vận chuyển gỗ thuê cho ông Tới được 6 chuyến. Công an huyện Di Linh đã tạm giữ 3 ngày đối với Nguyễn Văn Lưu, tài xế xe ô tô cải tiến để điều tra theo quy định. 4 đối tượng còn lại bị tạm giữ hành chính.